Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Vlog thứ 8 của kênh YouTube Kim Slay. Và trong vlog ngày hôm nay thì mình sẽ trả lời một câu hỏi mà được rất rất là nhiều bạn gửi về trong thời gian vừa qua, đó chính là làm thế nào để học từ mới hiệu quả, làm thế nào để ghi nhớ từ vựng tốt nhất có thể. Và với kinh nghiệm của một cựu học sinh chuyên Anh vừa ra trường và từng đạt giải học sinh giỏi quốc gia năm lớp 11 ấy, thì mình sẽ có 5 tips để chia sẻ với các bạn. Mẹo đầu tiên đó chính là học một cách có chọn lọc. Nhiều bạn có thói quen là cứ gặp bất cứ từ nào mới là sẽ ghi lại hết để học, học một cách bừa phứa, không có chọn lọc gì hết. Nhưng mà bạn ơi, chúng ta chỉ là người phàm mắt thịt với đầu óc có giới hạn thôi. Ngoài tiếng Anh ra, chúng ta còn phải ghi nhớ các môn học khác này rồi vi tỉ vấn đề khác trong cuộc sống nữa. Không thể cái gì về tiếng Anh cũng nhét vào đầu hết được. Nên là hãy chọn từ để mà học thôi. Ví dụ nha, khi mà mình làm một bài reading IELTS về việc là Thomas Edison đã phát minh ra bóng đèn điện ấy, thì mình sẽ không học những từ như là filament hay là electrode, bởi vì đấy là những từ mà mình sẽ không bao giờ sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Tất nhiên là khi mà gặp những từ đấy ấy, thì mình sẽ tra từ điển để xem nghĩa của nó là gì, và khi mà biết nghĩa của nó không phù hợp với mục đích học tiếng Anh của mình ấy, thì mình sẽ không ghi lại và không cố nhớ nó làm gì, bởi vì mình biết là khả năng mình sử dụng lại nó trong tương lai gần như là bằng không. Mình sẽ cố gắng ghi nhớ những từ trong bài kiểu là invent này, breakthrough hay là exceptional, bởi vì đó là những từ mà mình sẽ còn dùng trong giao tiếp và sẽ còn dùng trong những bài writing rất là nhiều. Những cái thuật ngữ vật lý mà mình vừa nêu ấy tất nhiên là không hề giúp ích gì cho mình cả, nên mình không việc gì phải cố nhớ. Nhưng mà nó chắc chắn sẽ có ích với những bạn yêu thích vật lý hay là học tiếng Anh để nghiên cứu vật lý. Nên nếu nghiên cứu vật lý là mục đích học tiếng Anh của bạn ấy, thì tất nhiên đó là những từ mà bạn cần ghi nhớ. Vậy nên điều mình muốn nói đây là gì? Chính là hãy chỉ học những từ phù hợp với mục đích học tiếng Anh của bạn, và chắc chắn rằng bạn có thể sử dụng nó trong tương lai nha. Cách thứ hai đó chính là đặt câu về bản thân bằng từ mới. Đây chắc hẳn là cách nhanh nhất để có thể ghi nhớ từ mới, bởi vì những thứ mà có liên kết với bản thân bạn ấy thì rõ ràng sẽ dễ ghi nhớ hơn rất là nhiều so với những thứ chẳng hề liên quan cách nào, đúng không? Vậy nên điều bạn cần làm đó chính là đặt câu về bản thân bạn bằng cái từ bạn vừa học ấy. Thay vì lấy những ví dụ về Jack, về Tom, về Mary, về Peter thì hãy đặt câu về chính bạn đi. Những câu mà bạn đặt có thể là về chính bản thân bạn hoặc là về bạn bè, người thân của bạn, nhưng mà hãy chắc chắn rằng nó là những sự kiện người thật, việc thật, bởi vì khi đó thì cái việc học từ mới sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều, bởi vì những từ mới đấy đã được liên kết với một sự kiện có thật xảy ra với bạn, và những cái sự kiện đấy đã được in hẳn trong tâm trí bạn rồi, nên là nó sẽ giúp bạn nhớ được cái từ mới đấy dễ dàng và nhanh chóng hơn rất là nhiều. Phương pháp thứ ba đó chính là tra từ đồng nghĩa của từ mới đấy. Cách này sẽ giúp bạn mở rộng vốn từ rất là hiệu quả, và bạn sẽ có thêm nhiều từ để paraphrase hay là thay thế lẫn nhau ở trong khi viết hoặc khi nói. Và khi mà bạn quên một từ nào đấy thì bạn ngay lập tức có thể nhớ đến một từ khác để thay thế luôn. Và trang web tra từ đồng nghĩa hiệu quả nhất mà mình biết đó chính là thesaurus.com. Trang này bạn chỉ cần nhập một từ vào ô tìm kiếm thôi thì trang này sẽ cho ra tất cả những từ mà đồng nghĩa hoặc là gần nghĩa với cái từ đấy, sắp xếp theo thang màu đậm nhạt. Những từ mà có màu càng đậm ấy thì sẽ càng gần nghĩa, đồng nghĩa với cái từ mà bạn đã nhập vào, và màu sẽ cứ thế nhạt dần, nhạt dần, nhạt dần theo cái thang đo. Phương pháp thứ tư mà mình áp dụng đó chính là xem phim trên Netflix. Học tiếng Anh bằng cách xem phim tiếng Anh chắc hẳn là một cách không hề xa lạ với các bạn nữa. Nhưng mà hầu hết các bạn xem phim tiếng Anh phụ đề tiếng Việt, nên là sẽ gặp phải một vấn đề, đó là khi mà các bạn nghe được một từ nào đấy ấy, mà các bạn không biết thì các bạn cũng sẽ đành phải cho qua thôi, vì không có cách nào để các bạn biết được từ đó là từ gì, và nghe đi nghe lại vẫn không ra. Vấn đề này sẽ được giải quyết hoàn toàn khi mà bạn xem phim tiếng Anh với phụ đề tiếng Anh. Bạn muốn biết từ nào chỉ cần nhìn phụ đề là sau. Cách học của mình khi xem phim tiếng Anh phụ đề tiếng Anh ấy, đó chính là nếu gặp một từ nào đó mới ấy, thì mình sẽ ghi từ đấy lại ở giấy này, cố gắng phán đoán nghĩa của từ đấy và tiếp tục xem phim. Khi nào xem phim hết rồi thì mới tra tất cả những từ mới đấy một lần. Cách làm này vừa giúp việc xem phim không bị gián đoạn mà vừa giúp tăng khả năng phán đoán từ cho các bạn nữa. Nền tảng xem phim tiếng Anh phụ đề tiếng Anh mà mình sử dụng chính là Netflix. Mà không chỉ có phụ đề tiếng Anh thôi đâu, trên Netflix bây giờ còn có cả phụ đề tiếng Việt nữa, rất tiện cho bạn luôn. Phí subscribe của Netflix thì khá là cao, tầm hơn 200.000 một tháng đấy. Nhưng mà bạn có thể share cái tài khoản đấy với bạn bè của các bạn. Hiện tại thì mình cũng đang dùng chung Netflix với một vài người bạn nữa, và tính ra thì mỗi đứa chỉ phải trả tầm 45.000 một tháng thôi, cũng khá là ok mà, nếu như nó có thể giúp bạn học ngay hiệu quả như thế. Phương pháp cuối cùng đó chính là học trước khi đi ngủ. Khoa học đã chứng minh là não bộ sẽ ghi nhớ tốt hơn và lâu hơn những thứ mà chúng ta tiếp thu trước lúc đi ngủ. Vậy nên thời gian học từ mới hiệu quả nhất chắc hẳn là 1 giờ đồng hồ trước khi lên giường.
Trước khi lên giường khoảng 1 tiếng ấy, thì các bạn hãy lấy cuốn sổ từ mới ra và đọc đi đọc lại tầm vài chục từ, tùy vào thời gian và khả năng mà điều chỉnh số lượng cho hợp lý. Và mình tin là sáng hôm sau khi thức dậy thì bạn sẽ thấy một phần hoặc tất cả những từ mà bạn đã học đêm qua đã được in vào trong não bộ rồi. Và nếu cái sự in hẳn đấy còn chưa đủ rõ nét thì bạn hãy lặp lại cái việc đấy cho đêm tiếp theo. Mình tin là sớm thôi các bạn sẽ ghi nhớ được hết tất cả những từ cần nhớ đấy. Vừa rồi là 5 phương pháp mà mình đã áp dụng để ghi nhớ từ mới suốt những năm tháng còn là học sinh, ôn thi các kiểu. Và chắc chắn là mình vẫn sẽ còn áp dụng những cái phương pháp đấy khi đã là sinh viên. Và nếu các bạn có một phương pháp nào hiệu quả hơn hay là thú vị hơn thì hãy chia sẻ đằng dưới phần bình luận với mình nha. Nếu như các bạn thích video này của mình nhé thì hãy nhấn like, subscribe kênh của mình, follow mình trên Facebook và Instagram nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.